Ngô Diệu Hán chỉ xếp sau Châu Tinh Trì, nhục nhã vì hai con gái buôn chất cấm qua đời vì bạo bệnh. Là tên tuổi đình đám trong giới showbiz Hồng Kông, song cuộc sống tuổi xế chiều của Ngô Diệu Hán không được như ý khi liên tiếp gặp vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, việc hai con gái bị bắt vì buôn chất cấm cũng làm ông suy sụp. Từng chỉ xếp sau Châu Tinh Trì, Ngô Diệu Hán sinh năm 1939 là diễn viên hài lừng danh của showbiz Hoa ngữ. Theo On, nếu như Châu Tinh Trì là người tiên phong cho dòng phim hài nhảm thì Ngô Diệu Hán là người trấn một phương bất khả xâm phạm với phong cách hài kinh dị hành động. Nếu như Tinh Gia được tôn làm vua hài thì Ngô Diệu Hán cũng được phong là cây hài bậc thầy trong ngành phim ảnh. Cả showbiz Hồng Kông ông chỉ thua kém duy nhất Châu Tinh Trì theo HK01. Nam diễn viên sinh ra trong gia đình thượng lưu, cha ông là một trong những người sáng lập xe buýt Cửu Long và nhà tăng lễ Cửu Long. Vì vậy, Ngô Diệu Hán sớm có điều kiện tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến. 15 tuổi đã được gia đình cho đi du học ở Anh. Theo ngôi sao, ông ban đầu được cha sắp xếp học chuyên ngành nha khoa. Tuy nhiên, chỉ sau một năm theo học, Ngô Diệu Hán lén lút chuyển sang học diễn xuất ở Học viện Hí kịch Anh Quốc. Sau khi tốt nghiệp, ông đầu quân làm việc cho đài BBC. Năm 1970, sau 15 năm lập nghiệp ở Anh, Ngô Diệu Hán trở về Hồng Kông và thay đổi nghiệp diễn. Và chính đầu tay của ông trong bộ phim Quần Tinh Phổ gây ấn tượng với khán giả vì lối chọc cười tự nhiên, từ đài từ cho đến hình thể. Sau đó, ông cùng Hồng Kim Bảo và Lâm Chánh Anh hợp tác và tạo ra không ít tác phẩm kinh điển trên màn ảnh Hồng Kông. Ngô Diệu Hán nổi tiếng với các phim Ngũ Phúc Tinh, Cương Thi Tiên Sinh 3, Trường Học Bá Vương, Hoàng Phi Hồng, Tây Vực Hùng Sư, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mai Giáo Giáo Chủ. Trong đó, nét duyên dáng với vai Tử Khí Hầu trong series hài Ngũ Phúc Tinh khi hợp tác cùng Hồng Kim Bảo đã ghi dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Tuy phần lớn chỉ được giao đóng vai phụ nhưng với gương mặt nhìn là muốn cười cộng với năng khiếu hài hước bẩm sinh, Ngô Diệu Hán chưa một lần bị lu mờ khi diễn sóng đôi với các tên tuổi lớn. Trong 40 năm sự nghiệp, Ngô Diệu Hán đã tham gia hơn 100 phim. Ông hai lần vào đề cử nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng và từng là một trong các diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hồng Kông. Theo On, trong giai đoạn Hoàng Kim sự nghiệp từ 1979 tới 1990, ông đã tậu 11 căn biệt thự bằng tiền thù lao đóng phim. Trong showbiz Hồng Kông, Ngô Diệu Hán cũng là nghệ sĩ đầu tiên sở hữu chiếc Rolls-Royce trị giá triệu đô la Mỹ. Không chỉ là một diễn viên giỏi, ông còn là người nhạy bén trong kinh doanh. Từ năm 1980, ngôi sao gạo cội đã đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và cho thuê kiếm lời. Nhờ vậy, ông sở hữu khối gia sản kếch xù lên tới 3,5 tỷ đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, Ngô Diệu Hán lại là người khá kín tiếng, ít khoe mẽ. Giới truyền thông gọi ông là đại gia ngầm của ngành giải trí. Những năm cuối đời, ông sống cùng vợ và các con tại làng chài hẻo lánh Nam Quai, San Cung, Hồng Kông. Qua đời vì bệnh tật, con cái làm xấu hổ. Ngô Diệu Hán trải qua hai cuộc hôn nhân, ông kết hôn lần đầu vào năm 21 tuổi, nhưng đổ vợ chỉ sau 6 tháng. Năm 1965, ông tái hôn với một người phụ nữ người Anh tên Susan và có 4 người con, 3 gái 1 trai. Trong đó, người con trai duy nhất là Ngô Gia Long nối nghiệp cha trở thành diễn viên. Trước khi xảy ra biến cố, Ngô Diệu Hán được biết đến là tài tử thành công giàu có và cuộc sống gia đình viên mãn êm ấm bên vợ con. Những năm gần đây, sức khỏe của ngôi sao phim Ngũ Phúc Tinh sa sút. Ông nghỉ đóng phim từ năm 2015 do sức khỏe không đảm bảo. Ông bị suy thận và phải chạy thận 4 lần một tháng. Theo HK01, chức năng thận của ông chỉ còn 10%. Dù tuổi cao sức yếu, Ngô Diệu Hán chưa có ý định giải nghệ. Trên On, ông từng cho biết sẽ đóng phim đến hơi thở cuối cùng. Năm 2020, nam diễn viên nhận lời đóng vai khách mời trong MV của ca sĩ Lương Chiêu Phong. Mỗi năm đóng một vai nhỏ như vậy cũng là niềm an ủi với tôi, Ngô Diệu Hán cho hay. Theo HK01, dù bệnh tật nhưng Ngô Diệu Hán không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của 4 người con, biến bản thân trở thành gánh nặng của họ. Đáng buồn, chính các con mới là cục nợ của ngôi sao lão làng. Ngô Diệu Hán từng chia sẻ, ông để các con tự do phát triển, suy nghĩ và không can thiệp vào cuộc sống riêng của họ. Tuy nhiên, 4 người con lại khiến ông thất vọng, thậm chí chịu nỗi nhục bẻ bàng. Ngô Gia Long, con trai duy nhất của Ngô Diệu Hán có ngoại hình điển trai, nối nghiệp cha tiến vào giới giải trí với vai trò người mẫu diễn viên. Song anh chỉ có sự nghiệp mờ nhạt, không có bất kỳ tác phẩm nào tiêu biểu. Anh từng tuyên bố không nhận sự giúp đỡ của cha, sẽ tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân và kết hôn bằng chính khả năng của bản thân. Song dù đã bước sang tuổi U50, Ngô Gia Long vẫn là tên tuổi vô danh trong ngành giải trí và chưa kết hôn. Con trai không có thành tựu đã đành. Năm 2021, hai con gái của ông lại rơi vào vòng lao lý vì buôn bán chất cấm. Theo đó, Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ hành khách mang chất cấm giấu vào kiện mô hình khi nhập cảnh. Lần theo manh mối, cảnh sát phát hiện 13 cây thuốc cấm, các thiết bị trồng cây và một lượng chất cấm trị giá 1 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 120.000 đô la Mỹ, trong ngôi nhà ở khu Nam Wai, Sai Kung. Một người phụ nữ U60 bị bắt ngay tại chỗ được xác định là con gái lớn của Ngô Diệu Hán. Cánh truyền thông đã quay lại được hình ảnh vợ chồng ngôi sao vội vã chạy đến hiện trường, chứng kiến cảnh con gái lớn đội hộp giấy, tránh né ống kính máy ảnh khi bị cảnh sát áp giải. Ngô Diệu Hán chỉ biết cúi đầu trong bất lực. Chưa kịp chấp nhận sự thật con gái lớn nằm trong đường dây buôn bán chất cấm, 3 ngày sau ông tiếp tục chịu cú sốc, con gái út bị bắt vì hành vi tương tự. Cụ thể, cảnh sát đột kích vào chính căn nhà của Ngô Diệu Hán để khám xét và bắt giữ tội phạm. Trong suốt cả quá trình, ông ngồi co ro ở góc cửa, nhìn lực lượng chức năng làm việc với con gái. Ngô Diệu Hán mệnh khổ vì con, HK01 bình luận. 2 năm sau khi con gái vướng lao lý, ông cũng qua đời vì bạo bệnh.